Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Đây là Hoàng Nhãn tháng 8 Gia Lai các bạn ơi. Đó, hôm nay nở đã được từ hôm rằm luôn á, còn nở đúng hôm rằm thì hôm nay được khoảng 12-13 ngày đấy, nhà mình nhớ hôm nay là hai mấy đây. Đây, mình quay rất là tự nhiên nhé các bạn nhé. Đây, cây của nó nguyên bản này. Ôi nó 4 năm rồi các bạn nhé. À, dễ này, đẹp không? Từ hồi về này lá niếc nó bị ấy, mình vẫn bôi cái keo liền sẹo từ ngày xưa đấy, chăm sóc 4 năm. Thì hôm nay nở là mình cứ tính là 13 ngày đấy, 13 ngày chắc chắn luôn á. Mà các bạn thấy không, đây vòi vẫn còn rất là nhiều lụ này, thì mình vẫn cứ tưới bình thường nhá, và chăm sóc thì không được có chế độ đặc biệt để vì mình chơi mà. Thế mà bây giờ được 13 ngày rồi mà nở chưa hết hoa mà đẹp không? Đây bông bông đầu tiên nở này, cái bông đầu tiên ở ngày đầu tiên nhưng mà vẫn đẹp không các bạn ơi. Đấy, có một vài lụ bị côn trùng nó phá hoại thì rụng mất tất cả là một hoa và ba lụ, còn đâu vẫn nguyên bản này, đẹp không? Hoàng Nhãn tháng 8 Gia Lai thì là một trong những cây bây giờ được anh em chơi lan cực kỳ yêu thích nhá, và thực sự là nó cũng đẹp thật đấy, đẹp và nó thơm. Một chỉ có một bờ vòi hoa này thôi mà thơm cả sân luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn, đẹp tuyệt vời, xuất sắc luôn. Đấy. Và cả vườn thì có đây nhạn rất nhiều này, nhạn nhà mình thì được vài chục chậu, thì trong đó có khoảng 40 cây nhạn tháng 8 này, Gia Lai này. Thì có duy nhất một cây năm nay ra hoa thôi. Hy vọng là sang năm sẽ có nhiều cây ra hoa hơn. Các bạn nhá. Tuyệt vời không? Đấy. Buổi sáng các bạn ơi, mình vừa tưới một tí, đẹp quá, hương thơm nó cứ thoảng phảng phất đi. Tuyệt vời các bạn ạ, mà nó thơm rất nhiều đợt trong ngày á, chứ không như quế cũng thơm, nhưng mà nó có những lúc tĩnh không thấy gì, nhưng mà cái này thì cái độ thơm của nó nhiều hơn. Đây hoa mà nói đẹp quá. Ai còn bông này bắt đầu mới nở này. Mới nở hôm qua đây, bông này chúng chím từ hôm qua, hai bông ba bông này chúng chím này, còn những bông này nở trước rồi, đẹp các bạn. Đây các bạn nhìn này, đẹp không? Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.